Bí ẩn về loài bạch hổ, loài hổ quý hiếm bậc nhất thế giới mà có thể bạn chưa biết. Bạch hổ, loài vật bí ẩn giữa những khu rừng sâu thẳm, là biểu tượng của sức mạnh và sự quý phái. Chúng được xem là loài hổ rất quý hiếm, được ghi trong sách đỏ và được cho là một kỳ quan của tạo hóa. Chúng khác với đồng loại ở bộ trang phục đẹp đến khó tả, màu trắng tinh khiết điểm xuyết những vằn đen nhánh, vừa dày lại vừa mềm. Và so với những loài hổ bình thường thì bạch hổ có xu hướng lớn hơn cả lúc mới sinh và lúc trưởng thành. Điều này giúp cho chúng có lợi thế hơn trong tự nhiên bất chấp màu sắc khác thường của chúng. Và vì có bộ lông màu trắng khó ngụy trang nên bạch hổ thường chọn những khu vực hoang dã và bí ẩn để sinh sống, nơi ánh sáng của mặt trời không thể xâm nhập được, nơi mà bóng tối nắm giữ quyền lực. Trong thế giới đen tối đó, bạch hổ là bóng ma bí ẩn, di chuyển một cách mê hoặc và tàn nhẫn giữa những góc khuất không lời. Tuy nhiên, bộ áo quá lộng lẫy khiến bạch hổ đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắn trái phép, và hơn nữa nạn phá rừng cũng khiến chúng đang mất dần đi môi trường sống trong tự nhiên.